bạn, hôm nay mình đại diện cho trường mầm non Thế giới trẻ thơ và trường bông hoa nhỏ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và công ty Target-Agiruclture Chain My Company đến đây để cùng gặp gỡ các bé và chia sẻ với các bé. Bây giờ cùng đi với mình nhé. Thank you very much for inviting us to come to the wonderful temple in Ottawa. And I'm very happy to see so many nice, beautiful, young citizens of Vietnam. And I wish you all a very, very great future. And I hope that you will lead your country to a much higher level even. Yeah? Thank you very much. Cảm ơn và hẹn gặp lại.